nói anh rồi kẹo nên quá thì nói anh ấy mấy ừ ta nói chứ thì à cái nào mấy cái nào vì mát cũng bắn he nắp có mà ăn sẽ là nó khám hóa quá cầu khẩn hào ngư là hào khăn mà đến chết chín mà khứng như lúc cái rồi nhưng nó là nó nó tả nà ta thì như thế nó màu cầu nó hoàng cầu ừ ở mấy màn nó bắt sân anh mấy về ừ sân anh bán ừ số bản số quấn từ bên mi phóng đần này kẻ là hai sống nó má hên quả trắng nó hăng nó chai này nếu không ta nên là nếu người ta cái hạt sống phanh cái này mất cốm mất cu mất cu mất phanh cái này buồn lúc nào mình ta mà mình sợ mình buồn côn cái trắng xì ngó mi đầy nên nó hỏi hạt nó trong phật nó thành qua mấy xin nó mất cả trắng nhớ trắng dân số chung mà nhớ cho các trẻ các thả nhớ cho tôi tâm kiến xin mời cả nhóm nha nhóm là khẩu bài nha nhóm là ta sàn xếp nhóm là sống chung chung lành nhóm là chết thành năm tuổi xong em chẳng được sống chung mà chẳng nhảy ở lòng con lòng nha cũng có sâu lại ấy ơ sống mắm hết cả xăng tăng chú ra mấy để cháu được khẩu bán cho chẳng về một hợp đồ chơi được một lúc chúng ta nhưng con mẹ cũng hạt chẳng quanh chẳng để mắc cô mắc cu mắc cu mắc phành chẳng để buồn lúc nào luôn ta mà buồn pha đến buồn côn em chẳng để xin họ ao mi để trái mà cả bàn có ba mớ xin nó làm mắt cả chẳng nhớ rằng tay của bánh po pa nói rằng hôm nhớ pa po pe nhớ mình đúng sự tiếng phả mà bên ép sự sàn có mớ xin nó làm mắt cả chẳng ao sửa phố hòa lúc qua ban bà đông đầy được hơn đôi hâm ma tàn nên chẳng để tàn chu nằng quán phay bay chu nằng quán củ tàn kén thỏi lại mư bên cam bên sườn thiên mới xin chẳng để đẩy quan chu chẳng kinh tô sơ ảo để quan bảo quan sào chẳng kinh tô sơ em cánh ải xin mới gỡ xong
bên hải bên em bên là nay áo áo tăng tạt tạt qua mới đó cờ trắng hà lại mưa đi bên chân mưa sợi bên chém mưa lẹp chơi ngắm thì chân bên mà bên trắng mưa đi mới đó cờ trắng bên trắng cắt cái đu nà khả cái đu pin hoa cái có mà nà cái có sợi hoa trời hoa có cái heo em mà cái mới xin nó sang to sang mẹ đó cờ trắng đi đầu mua cua má đầu mua nhớ đi xuống đoàn tả nón nên nói sỏi ven mới tiến hóa quá cầu đua tàu sang lô làm sao đang xuống khỏi khe mới nó để trông chỉ trông quanh là bảo ta lại thôi con mẹ ơi chứ nó cờ thứ nhất nó khỏi đó cờ so chú khởi và mẹ lôi đó cả đứa như những trai này khăn chú khởi bú ra đà nay sống phải hấu đứng kế cào khăn ở sân đang khỏi khi cảm như đang thằng linh kiến bên qua mới hỏi đó cờ bố gì khó thôi cô mẹ phong cảnh hào chú nữa à em tính cá nữa phong cảo chén đi không nào phong hào chú nữa hào ăn mặt chú nữa à em tính cá nữa mà nhắm cái gì chẳng mà nhắm ăn đâu chứ ngon xuống mắc kín ăn đâu ở sở là thầu em nói ăn đâu ngon nè tham mê ý xin là nắn mê ý xin là rồi ối thầu em đi kịp em đi lại ăn đâu ăn là sở ai ta ở sở xuống đây bao tuổi to còn cái hào chư nó là thằng mới hào nó lại quá ai thằng cái kia này thằng cái số mình đang ai thằng cái số nhà mình nào bên đây cái mi em ơi hào chư nó em ơi này
của họ gia đình nhà gái cũng đã có đầy đủ các vị đại diện của hai bên gia đình, những người bạn, những người thân, những người đồng nghiệp đã có mặt để trở về đây chúc mừng hạnh phúc cho bạn trẻ. Và khoảnh khắc ngày lúc này đây, ban tổ chức tôi xin được trình trọng tuyên bố chương trình đại lễ vô quy mừng hạnh phúc cho nhân cấm Hải Đăng xin trình công được bắt đầu và một đầu đại lớn để chúc mừng. Xin chân cảm ơn những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị đã dành cho Nhật Nhấm Hải Đăng cũng như hai bên gia đình của chúng tôi. Cảm ơn nhà giảm Huy Toàn đã mang đến không khí sang trọng của buổi lễ vô quy ngày hôm nay. Và thưa toàn thể quý vị thân mến, để có được một ngày vui hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay, đó là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ. Và ban tổ chức tôi xin được giới thiệu về phái đoàn hai bên gia đình. Về phía phái đoàn gia đình nhà trai, trân trọng giới thiệu của ông Triều Hải Dương cũng như bà Bạc Thị Luyến. Xin mời hai ông bà sẽ bước lên một bước để ra mắt được toàn thể quý vị. Và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Cảm ơn hai ông bà, cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và về phía phái đoàn gia đình nhà gái, trân trọng giới thiệu của ông Lường Văn Việt cũng như bà Lò Thị Kiên là sân sinh của cô dâu. Xin mời ông bà sẽ bước lên một bước và một tràng pháo tay thật lớn quý vị để chúc mừng. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn ông bà. Và thưa quý vị thân mến, giữa trung tâm sân khấu đó là cặp đôi hạnh phúc nhất đang khoác lên cho mình một bộ trang phục đẹp nhất, nụ cười sáng ngời nhất. Xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến lên hai bước và cúi chào đến toàn thể quý vị thay những lời cảm ơn chân thành nhất. Một chào tất cả lớn hơn nữa để chúc mừng. Cảm ơn toàn thể quý vị thân mến. Và thưa quý vị, ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đài như ngày hôm nay thì đại gia đình cũng có những món quà để trao đến cô dâu chú rể tại buổi lễ vô quy này. Xin mời hai bạn sẽ tiến lên hai bước để nhận các món quà của đại gia đình. Và trân trọng và kính mời món quà của gia đình dì Tâm cũng sẽ tiếp tục sân khấu để trao đến hai cháu của mình trong chương trình đại lễ vô quy ngày hôm nay. Trân trọng kính mời dì Tâm ạ. Hai cháu chúc cho các cậu, các dì luôn luôn sức khỏe. Và một món quà cuối cùng sẽ được trao đến cô dâu chú rể xin kính chào, trọng kính mời em Thường cũng sẽ tiếp tục sân khấu để trao đến anh chị của mình. Trân trọng kính mời em. Cảm ơn món quà của Thậu Thành, bột hoa cũng đã trao đến cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời em Thường. Và để đồng hành với món quà của em Thường sẽ là món quà của dì Thủy cũng sẽ tiếp tục sân khấu để trao đến hai cháu của mình. Trân trọng kính mời dì. Tại đại lễ vô quy ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn khoảnh khắc hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Xin mời đôi bạn trẻ sẽ tiến về tháp ly tình yêu để quy tiệc cưới. Trân trọng kính mời. Và xin mời chú rể sẽ cầm chai champagne lên đi ạ. Và bước đầu tiên, chú rể sẽ bóc giấy bạc phía bên ngoài chai champagne. Và ngày hôm nay đây đứng cạnh chú rể có thấy rằng chú rể hơi rút một tí. Lớn đôi. Quả đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình chúc một khắc nghĩa dài trăm năm. Trong khoảnh khắc tuyệt vời này đây, chúng ta đang thấy rằng cô dâu chú rể đã cùng nhau thắp lên ly rượu của hạnh phúc. Và trong khoảnh khắc này đây, chú rể có thể cười thật tươi lên ạ. Và cô dâu nhận gấm cũng phải cười thật tươi lên trong niềm vui hạnh phúc ngày hôm nay. Với nữ thần tình yêu bất diệt, người hãy minh chứng cho phút giây trọng đài này của cặp đôi nương. Người hãy mang phép niệm màu để gắn kết hai tâm hồn này lại với nhau. Từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc cũng đang được lan tỏa trên tháp ly tình yêu, cũng như chứng minh cho tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ bền chặt đến tận ngàn sau. Chân thành cảm ơn cô dâu chú rể. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cầm chai champagne thứ hai lên đã tiếp tục rót lên ly rượu hạnh phúc ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Chúng ta đang thấy rằng cô dâu chú rể đã cùng nhau thắp lên ly rượu của hạnh phúc. Và trong khoảnh khắc này đây, chú rể có thể cười thật tươi lên ạ. Và cô dâu nhận gấm cũng thể cười thật tươi lên trong niềm vui hạnh phúc ngày hôm nay.
những đứa thần tình yêu bất diệt, người hãy minh chứng cho phút giây trọng đại này của cặp đôi nương, người hãy mang phép niệm màu để gắn kết hai tâm hồn này lại với nhau. Từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc của đất được lan tỏa trên tháp ly tình yêu, cũng như chứng minh cho tình yêu của đất bạn trẻ sẽ bền chặt đến tận ngàn sau. Hôm nay làm lễ tư hợp, chúc cho long phục quảng minh đời đời, dù cho vợ đời đời ta có nhau. Đó là gia đình của chú rể Hải Đăng, cô dâu Tuyết Cắm. Toàn thể quý vị anh chị em ơi, 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc, xin mời. Xin mời hai bên gia đình sẽ cùng chạm chén nhau để kết nghĩa tình nghĩa thông gia ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị, cũng như cảm ơn hai bên gia đình. Và thưa toàn thể quý vị thân mến, trong niềm vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong chương trình đại lễ Phú Quý ngày hôm nay, được đại diện cho hai bên gia đình cũng như cặp đôi hạnh phúc, chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã không quản đường xá xa xôi để cùng nhau trở về với không gian âm cúng hạnh phúc để chúc mừng hạnh phúc tương lai cho Hải Đăng Nguyệt Ngắm. Và chúc toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa cơm thân mật với đại gia đình. Sau chiếc thương hải bò mẹ tình đồng ải em ơi, các bà mơ nỉ bước muốn sang đổi phù hồ mía, tu lành chí bích cáo cảm ơn hoa tinh hải bò mẹ tình đồng ải em. Cho chí bích cáo cảm ơn hoa tinh hải bò mẹ tình đồng ải em và chúc sang đổi phù hồ mía, lạch tăng lắm áo trẻ co, hạ càng tăng phồng lành, phách nhật tăng phồng lón, mấy lù nhìn trái này cần. Chúc được tăng cú, tăng già, tăng tà, tăng nai, hảo khẩn, lại kiến hanh lù, hanh cầu, như xà mắt lù làng xó pha quang, hoa tinh hải bò mẹ tình đồng ải em. Sau chúc hở tướng hải thẩu em ké, tình lù hở bàn, nghiêng làn hở nhớ sắc lung hở súng viết và hở mã viết bò viết mè hà hơn. Chúc hở tinh hải phô mê phi nông người ý, chứ là cái tuổi nóm lành lao, lò lao khả lụa khăn chăn sư mây nát tiền. Chúc hở tinh hải phô mê phi nông hâu mê nà được hỉ, phật hảo khoan siềng sở mất đi phô mê phi nông hải em đó. Và một tràng phát tay thật lớn của quý vị để chào đón được quý vị của chúng tôi trong buổi chương hôm nay.
Oh,